mấy anh em xong chưa? Được rồi, mời mấy anh em qua nha, qua bè mới nha. Mấy chú hình là anh Duy Rích à. Dạ. Cả đại mẹ mình luôn. Em nhả, em nhả. Đây là anh hai mình. Anh chào cả nhà nè. Người đi sao là em chừa cái này. À, đây có hai tay luôn hả? Cái đâu, thầy cũ. Dạ Tùng xin chào quý ông bà cô bác, quý anh chị và các bạn. Cảm ơn cả nhà trở lại kênh 66 TV của Tùng nha. Đây là phần cá sát, cá sinh kỳ. Anh em mình sáng đi giăng câu dính được cả nhà, chị hai đã mần xong mình ướp à. Còn phần ngoài này thì mấy chị em mình có mua thêm mấy con vịt với lại gao. Bên đây là anh Di, đây là Di Rít. Chị ba đi lấy bắp chuối. Chị ba, đây là chị ba mình. Hello chị. Chị ba đi lấy bắp chuối. Dạ, bắp chuối trồng gỏi cho ngon. Đây là Thúy Nguyễn nè, nặt rau quá nha. Hello mọi người. Hello. Lâu lắm rồi ha. Lâu lắm rồi Thúy Nguyễn mới xuất hiện lại trên kênh nấu ăn của mình. Chị ba lấy bắp chuối về đây. Trời ơi, quá dữ rồi. Này cả làng bè ăn luôn rồi, cả làng. Quá dữ rồi. Này anh hai cũ nãy giờ đi vậy hả? Rồi cảm ơn anh hai cũ nhiều nha, tài trợ mấy con bắp chuối nha. Còn mấy bắp nữa là biết, củ cắn quá. Wow. Đi coi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dữ vậy hả? Một bé nhỏ. Wow. Ủa mình làm hết mấy cái bắp luôn ha chị hai. Ủa vậy? Em ơi, thì nó cũng héo queo à, ăn hết ngon, dai lại. Ơ, này trồng có ốc ngon nè hai. Ha. Làm được món nữa đó hả? Ừ. Ốc là mấy bữa khác đi. Ủa, ốc một cái thôi. Hiện tại thì mấy anh chị em đang nấu cháo với lại trộn gỏi rồi để chuẩn bị cho bữa tiệc hôm nay cả nhà. Còn phần bên đây công trình nhà bè của mình cũng gần hoàn thành, cũng còn trong giai đoạn hoàn thành những giai đoạn sau cùng nữa hả cả nhà. Là mình có một cái nơi để anh em mình nấu ăn, để quay ẩm thực. Khi mà đi săn bắt về có nơi để anh em mình cộng gãi để anh em mình nấu thì để ăn uống, với lại có nơi để cho mấy anh em ngư dân ban đêm có chỗ để dừng chân ghé để uống nước cà phê hoặc là nấu mì ăn ban đêm á cả nhà. Còn bên kia là một ngư dân trẻ. Hello anh Tiến. Hello Tùng. Cái này đi chặt một bình phơi đánh dây nữa. Quá giỏi. Trời ơi, em đâu mà giỏi tới vậy chứ. Thằng này hái gì cho cá ăn. Tùng nói giỡn thôi nha. Anh Tiến thì nuôi cá bè. Thì mình chặt một bình nè, về mình bầm ra cho cá ăn, bổ sung thêm chất xơ. Cái này giống như là nuôi cá tự nhiên rồi đó Tùng ơi. Tại cho ăn một bình mới rau muống không nè. Tiết kiệm một phần chi phí ấy. Vậy là tiền nhiều thêm phải không? Lợi nhiều thêm phải không? Lên chuột luôn. Ông cũng đi mấy lần mà mấy lần đi được anh Tùng. Lên chuột. Mấy lần không đi ông có dính cá bự không? Đỡ ông có đang liếm nó đây, ông thấy ông đang dính cá bự. Đỡ đi dính được con nó có 5 ký mấy mà ủ cái gan như là bao cát. Có anh hổng cậu ra dính con 7 ký mấy nè chị. Có lắm, hiện tại thì có mấy đứa cháu nó qua bên bè trước rồi cả nhà ơi. Rồi còn bên đây mấy anh em nãy giờ đang chuẩn bị đồ ăn, cúng xong rồi mình dịch đó mình chặt ra cả nhà, rồi múc cháo, múc gỏi. Mấy anh em xong chưa? Xong rồi. Được rồi, mời mấy anh em qua nha, qua bè mới nha. Phía trước màn hình là anh Duy Rít. Dạ. Kế là em Đạt mình, hello. Em Nhã, hello em Nhã. Tiếp theo là anh hai mình. Anh hai chào cả nhà nè. Người đi sau là em Trường mình cả nhà ơi. À, anh hai cũ hai tay luôn hả? Hello anh hai cũ. Dạ được rồi. Nãy đàn trai đi qua rồi, giờ tới đàn gái. Tới đàn gái ha. Rồi. Đàn gái đi qua, rồi. Dạ, đây là chị ba Tùng cả nhà ơi.
Lo chào chào. Phía sau là Thúy Nguyễn. Trời ơi, xách cây rượu nữa hay vậy vậy? Rồi mấy anh em mình đã quên bè. Bây giờ mình dọn ra cái này. Giờ mình dọn ra, chuẩn bị nhập tiệc. Đây. Thường thường á, ca sĩ mà ca hay á, người ta ca lúc sau. Phải không? Ai mà chị bự mình là đi sau một mình à. Là chị bự mình á là nhân vật quan trọng nên phải đi một mình phía sau. Hình như mình còn một bọc bánh mì á bạn á. À sách rồi ha. Cậu ấy ơi, xong chưa? Làm xong chưa? Qua nhậu. Tranh thủ nha. Anh gì sao không gầy đi câu đồ có cá mực không? Không, cái này câu lỗ cá muốn mà cá nhỏ mà. Không mà cái này câu cái đó là lấy có người coi. Dạ. Đi câu với bà luôn. Vì là coi, chủ kênh YouTube và Yurik Vì hay đi mấy câu cá nè. Móc lỗ câu mà lỗ đó mình ơi em được câu à. Chứ dòng nhắn lạ lại bị đuổi rồi. Tại kế bên ông già á, rồi ta nuôi rau muống, ta giam lại, ta nuôi cá á, lại móc mình câu tại mình quen. Còn là anh này gỗ sáng anh văn lưới nèo được cũng đỡ lắm không? Hai con chứ, hai con. Ông gài anh em dân không có gì trơn mà chỉ có anh thầy cũ là có cá sủ rồi nè. Anh cũ cá sủ. Này sáng của mình. Anh em dân dân. Rồi anh thợ, rồi công trình này anh nhắm bao lâu nữa hoàn thành anh thợ? Tháng nữa. Sao cỡ tháng à? Trời lớn mà. Thì cả. Không hỏi anh thợ chiều nay làm sao chiều nay nghỉ. Giờ sao? Phụ nghỉ rồi chắc thợ nghỉ luôn. Cô Ly. Cô Ly nghỉ rồi thợ nghỉ luôn. Cô Ly nói chiều nay nghỉ mà. Chiều nay có nói hẹn tay chấm kia nè. Hao quay hàng lắm mà. Chọn quá không. Chấm. Đó là em trường mình hỏi hàng. Có hàng ở đây chấm bên kia rồi chết luôn. Làm với bè ta anh em mình đây nè cả nhà. Coi như là thợ chính, thợ sắt chính của làng bè Xám Xá TV của anh em mình. Chị bên là anh hai. Chị ba mình, chị ba cái này bán cá đỡ chị ba. Cái đầu tiên của tôi là đó. Bán từ quen rồi. Dạ. Bà. Kia là Thúy Nguyễn, lâu lắm rồi mới thấy Thúy Nguyễn xuất hiện. Ông gầy ngủ hoài không chưa ra. Trời ơi, sao ai sắp cái cánh bên đây đá mạnh dữ người ta. Này là hàng hậu vệ. Phải nói là kiên cố luôn đó. Xuống vô là trước vô là ngay liền ha. Đúng rồi. Có hung môn luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Có hung môn luôn hả? Hả con? Tính tiền gì à, khỏi bay gì khỏi gì cho nên. Sao gì bà hai, gì bà hai đang quay phim nhưng mà hai bà làm gì bà? Là chị Nương. Nãy giờ chị Nương mới tới. Hồi nãy đàn trai đàn gái tao tới rồi, chị Nương tới trễ nha chị. Được rồi. Vô này đi. Vô cái nữa đi ha. Vậy rồi, cũng mời cả nhà. Mời anh em nha. Vô bữa nãy với chị hả? Vô. Lắc kêu rồi nè anh này cũ ơi. Không đúng bây giờ hả? Không quá. Dạ. Giờ này chưa chưa rồi, uống này mát. Đây cá thớt. Dạ. Đây là em Đạt mình. Đứng về văn lưới gì đây? Dạ em văn lưới cá sáng. Không có văn câu, không có lưới neo gì nha. Không, văn lưới cá sáng luôn.
không gài gọi là sao ta thu nhập thêm một đệ tử mới phải không? Đây là em Nhã nha. Dạ, dạ. Chứ em Nhã với em Đạt là bạn thân thì cái này đi nghe nói là đi em Đạt đi chung với em Nhã nè. Không gài sao gành nghề chưa? Dạ, dạ. Sắm ghe sắm máy hay sao? Sắm xuồng máy hay sao? Sắm máy rồi. Trời quá. Trời lớn luôn ta. Đồ quay hơi căng nè. Ừ, mốt đi dàn lưới ngang ghé anh nha, ghé mẹ nha. Dạ. Quay ngồi trong hậu em nè, coi không? Rồi cái này mới mốt làm YouTuber luôn đi. Quay đăng là cầu gì lắm. Bự cái chú xong. Dữ lắm mẹ con nói rồi. Chớ dính con cá đồ nó lôi về cho nổ. Bởi vậy mấy ông điện mà ông đi qua là phải. Dính còn nào xuống tháng. Ồ, không mình em hoài vậy. Còn đi lắp luôn nè. Mà để làm tới bảy con chuối không à? Bảy. Bảy sắt này trắng hết trơn. Rồi thấy chưa? Nó chê kệ chưa, sắt trắng hết trơn. Hồi nãy em biểu sắt rồi, cái nó cái này già mà ăn gì vậy, nó gì đây mà đẹp bỏ trơn luôn, trắng hết trơn. Đây là non ha. Đây là đỏ đỏ. Ông bạn cũng nhiều bỏ đó, cái đó nó cũng nhiều nó dọn, tập cuối nó tập bình đua rồi, lấy cái đầu, nó đồ quá đúng không? Nó một cái lỗ đỏ đỏ, chứ nó là chua, chắc nó bờ luôn á, có người thật một nước, em tiết kiệm lắm, nhiều người luôn chúng ta đó, chúng ta trẻ thì chúng ta lấy chậu đủ, tước cái sơ đi nó dọn. Anh gặp mẹ là tới cái cây chuối cây cái là chữ chuối đầu đó. Lấy cái thằng ngon nhất của chuối rồi. Lấy cái lỗ cho mà. Chỉ cần mà cái mà hơi nhẹ, dai nhẹ là anh bỏ rồi. Mày chuối lên chút xíu à, có cái lỗ chồng. Thì rồi, có như hôm nay là bữa tiệc để Tùng giới thiệu với cả nhà cái bè mới mà anh em mình hoàn thành. Nói chung là tiến độ thì khoảng 90% mà cả nhà ơi, còn chút đỉnh là làm ngoài những mũi nữa anh em xong rồi. Nhà bà cháu nghe hứa hẹn thì những clip ẩm thực sau thì Tùng sẽ quay trên cái bè mới này. Mong cả nhà ủng hộ nha. Dạ rồi, video đã dài, Tùng kết thúc video đây. Cảm ơn cả nhà đã xem video này. Tùng và mấy chị em hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.